Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ ly dị từ sớm, đến khi trưởng thành, lập gia đình riêng thì lại có vợ bị bắt vì ma túy. Không vượt qua được những bế tắc trong cuộc sống, Nguyễn Ngọc Luân đã để bản thân mình trượt dài theo vết xe đổ của vợ. Bố mẹ em bỏ nhau, vợ thì nhiều phải ấp để chán thôi, chơi. Người lâng lâng về làm cho mình cảm giác hưng phấn, đỡ phải lo nghĩ nhiều. Trong quá trình mua ma túy từ một người đàn ông lạ mặt và bị tổ công tác công an phường Yên Phụ kiểm tra hành chính, Luân đã thả hai gói giấy chứa heroin xuống đất và khai nhận không phải là của mình, hòng qua mặt lực lượng chức năng. Các đối tượng là hay có tật giật mình là sẽ hay che giấu ma túy có trong người đi. Hình thức phổ biến nhất là vứt ma túy xuống dưới đất, luôn luôn tìm cách chối không nhận là của mình và thực đánh lạc hướng các cơ quan điều tra bằng những tình tiết phát sinh khác nhau. Nhưng với các cái biện pháp nghiệp vụ, với các cái tài liệu chứng cứ chứng minh của cơ quan công an thì các đối tượng không thể nào che giấu được hành vi phạm tội của mình, thường sẽ phải nhận tội. Ma túy gây ra nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình, xã hội và cũng là mầm mống của các loại tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội đã khám phá gần 2.000 vụ việc với khoảng 3.000 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1 tấn ma túy các loại. Điều này cho thấy tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Tiếp tục triển khai các kế hoạch, các chuyên đề trong thời gian tới. Cái thứ nhất là triển khai kế hoạch 582 là kế hoạch đấu tranh tội phạm trên tuyến theo phương án 02 của Bộ Công an. Và cái thứ hai nữa là triển khai kế hoạch 265 là kế hoạch đấu tranh giải quyết địa bàn tụ điểm phức tạp ma túy trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt phá các tổ chức, đường dây tội phạm về ma túy, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội.